Mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trên 3 hecta, tập trung chủ yếu chăn nuôi và kết hợp đầu tư kinh doanh các sản phẩm du lịch độc đáo, đang là hướng đi được anh Vũ Văn Huy, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương thực hiện và bắt đầu cho hiệu quả về kinh tế. Dự án nông trại quê tôi tập trung chăn nuôi gà trọi, cầy vòi, cầy hương và chăn nuôi ngựa nhập khẩu là một trong 31 dự án được tỉnh đoàn Tuyên Quang đánh giá cao trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2022. Bước đầu xây dựng mô hình tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của gia đình và tổ chức đoàn đã tạo động lực để chàng trai trẻ Vũ Văn Huy quyết tâm xây dựng và hoàn thành ước mơ của mình. Hiện nay thì cái mô hình phát triển kinh tế của tôi đang là phát triển nông nghiệp, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi có kết hợp với các hoạt động về du lịch, dã ngoại, cắm trại ngoài trời cho và nghỉ dưỡng cho các gia đình, cũng như là tổ chức các buổi giao lưu ngoại khóa cho các cháu nhỏ, các học sinh ở trong khu vực cũng như là các tỉnh đến đây lân cận. Và tôi muốn là sau những cái thời gian mọi người lao động thì có một cái không gian để mọi người có thể hòa mình vào với thiên nhiên, cũng như là tham gia những cái hoạt động du lịch, thể thao cũng như là cắm trại cùng với lại gia đình, cắm trại picnic vào những cái dịp cuối tuần. Với quyết tâm và nỗ lực, năm 2020, mô hình chăn nuôi này đã đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Và đây cũng là nguồn lực để gia đình anh Huy tiếp tục mở rộng, đầu tư xây dựng các sản phẩm phục vụ du lịch sinh thái, gắn với các hoạt động dã ngoại ngoài trời, thể dục thể thao. Đối với mô hình kinh tế của đồng chí Vũ Văn Huy thì tôi nhận thấy đây là một mô hình đi đúng hướng, giữa kết hợp giữa du lịch với trải nghiệm và đặc biệt là bảo vệ môi trường. Sau khi mô hình kinh tế đi vào hoạt động thì đã tạo công ăn việc làm cho 8 đến 15 lao động thường xuyên, và với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng. Và đối với vai trò của đoàn xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá và đưa những hình ảnh của mô hình của đồng chí đến với các bạn đoàn viên thanh niên trong và ngoài khu vực. Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và không ngại khó khăn. Từ một mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay đã phát triển lớn hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, mô hình của anh Huy đã tạo những sản phẩm có chất lượng cao, từng bước hướng tới chăn nuôi hàng hóa. Đây cũng là điểm đến để nhiều thanh niên trong và ngoài địa phương tham quan, học tập kinh nghiệm.